cùng nghe và trải nghiệm cái chất âm của con này. Ôi, một con loa là đánh hay quá. Một con loa chính hãng của DBL Acoustic. Xin chào toàn thể các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với video tiếp theo của Nami Audio. Hôm nay thì em sẽ đang setup một combo sản phẩm toàn hàng cao cấp, nên là phải setup cho lên một cái phòng kỹ thuật của bên Nam Huy. Ở đây thì em đang có đó là những cái sản phẩm, đó là một con PK12 của DBL Acoustic. Tiếp theo đó là một con đẩy KD500 của DBL Acoustic. Con này thì KD500 công suất cho ra là một kênh, đó là 500W một kênh, có thể phù hợp đánh với những cái đôi loa bát 30. Thì con này hiện tại giá của thị trường của nó rơi vào 4,5 triệu một con của DBL Acoustic, hàng chính hãng cao cấp. Và thứ ba thì không thể thiếu những cái sản phẩm ở trong cái combo của bên em, vẫn là hàng chính hãng. Đấy, vẫn là hàng chính hãng. Bên em hôm nay thì combo lần này chỉ toàn hàng chính hãng thôi, 4 sản phẩm. Thứ ba đó là một con lưng tiếng cao cấp AS của Ashley. Con này có model đó là IP300, hàng chính hãng nhập khẩu CQ qua đường chính ngạch của con sản phẩm lưng tiếng này khi mà về đến Việt Nam. Đấy, Ashley, một thương hiệu của Mỹ, và con này dạo này bán rất là chạy. Con lưng tiếng này đảm bảo cho bác là về nhà không có một chút độ sôi nào, không những dòng lưng tiếng khác. Và cuối cùng của bên em đó là một con Wootin K1320. Con này thì không thể chê rồi. Đối với sản phẩm Wootin này thì có một điều rất là hay, đó là giá tiền của sản phẩm con này thì không bao giờ giảm, chỉ có tăng thôi. Thì nó đã được khẳng định chất lượng ở trên thị trường như thế nào thì nó mới có cái giá mà không giảm, chỉ có tăng. Đấy, hiện tại đối với những cái sản phẩm Wootin này thì nó đang tăng giá rất là cao. Đấy, sản phẩm chính hãng của công ty Wootin luôn. Hãng công ty Wootin này thì đã được rất là nhiều nhờ ở hãng khác nó nhái theo với cái model, đó là K15X và K1320. Hôm nay em sẽ lựa chọn đó là một con vang cơ lai số của Wootin, đó là K1320, hàng chính hãng, tem mác đây. Và đang setup cho bác ơi, một combo sản phẩm này nó đang rơi vào xấp xỉ đó là 20 triệu đồng. Đấy, 20 triệu đồng. Em cho hẳn cứ hẳn lên đây. Con quản lý nguồn này thì em mượn vào nhá, để em lấy nguồn điện. Em mượn vào chứ không trong cái combo này. Đấy, con cả quản lý nguồn của DB Acoustic 102 Pro. Đấy, setup một combo rơi vào tầm 20 triệu 4 sản phẩm. Loa này thì em ưng nhất, đó là trong cái sản phẩm này ưng nhất đó là chiếc loa của PK12 của DB Acoustic. Chất âm ra rất là ok. Về nghe nhạc và vừa hát karaoke thì con này nó được đảm bảo. Về độ sắc nét của con này, về cái chất lượng của con này, các bác còn xem rõ hơn. Đấy, nó làm, nói chung là loa nhập thì nó sẽ khác bình thường, nó làm rất là có cái điều gì đấy nó rất là khác biệt, đúng không ạ? Đấy, DBL Acoustic đây có mã cào đầy đủ và tem QR, các bác có thể check mã này ra để có thể biết được và có thể được bảo hành tốt hơn bằng cách gửi cú pháp này. Đấy, đây là một toàn bộ sản phẩm combo chính hãng của bên em, một bộ giờ rất là ưng ý, và bên em bắt đầu tiến hành lên nhạc và setup cho các bác nha. Đấy, các bác cùng nghe và trải nghiệm cái chất âm của con này. Ôi, con loa là đánh hay quá. Một con loa chính hãng của DBL Acoustic. Đấy, em nói cho qua cho bác biết qua một chút. Các bác hãy đeo tai nghe vào để cảm nhận được đúng cái chất âm của con này. Con này chưa cần gì đến súp nhá, nhưng mà cái chất âm của tiếng súp của con bát loa của con PK này ra phối ghép với cái một bộ combo này thì quá là hoàn hảo luôn. Phải công nhận là những cái hãng của DBL Acoustic này làm ra những cái đôi loa và làm ra những cái sản phẩm đẩy và loa của nó là quá là tốt và đã được thị trường công nhận.
vào để cảm nhận qua chất âm của con này. Đấy, đối với sản phẩm này thì bên em sẽ công bố giá ở bên dưới cho bác cùng tham khảo qua toàn bộ những cái sản phẩm chính hãng của bên em. Đấy, và ở đây thì các bác có thể tham khảo mua một trong những cái sản phẩm ở đây thì bên em vẫn đang cung cấp toàn bộ hàng cho những cái sản phẩm này. Đấy, và ok, và một cái video test qua về combo sản phẩm này các bác cùng nghe. Rất là hoàn hảo, đúng không ạ? Chính hãng khác hoàn toàn so với những cái sản phẩm trôi nổi khác. Đấy, đắt thì nó sẽ phải có cái một cái điều gì đấy nó hay hơn và xịn sò hơn, đúng không ạ? Đấy, đắt nó phải cao, bỏ tiền nhiều ra thì nó phải chất âm nó phải khác rồi. Và độ bền của nó sẽ cao hơn những cái sản phẩm khác. Ok, và em làm một cái video qua về những sản phẩm này tại đây. Và xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo nha. Và xin chào.